Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, Phú Lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Về bên phố vắng đi trên con đường mới tìm câu dân ca. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cao, anh qua cầu Hồng Phú, Phú Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này chầu tình chầu tình, em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một nhà. Phú Lý ơi, câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này chầu tình chầu tình, em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha, để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được làm con một. So
miếng trầu miếng cau. Ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son môi duyên trầu cau. Đình đăng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son môi duyên trầu cau. Đình đăng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đình đăng duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên. Kính thưa các ông các bà các anh các chị tại viện họ nhà trang, kính thưa các phụ các ông các bà cô dì chú bác các anh các chị tại viện họ nhà trang, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai đã vượt qua 1000 cây số từ Ninh Thuận mang lễ ăn hỏi ra họ nhà gái để xin phép các cụ các ông các bà cô dì chú bác cho phép chính thức đấu ngang để đính hôn với cháu Hiểm. Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu tên họ nhà gái, đại diện họ nhà gái lên phát biểu. Thưa hai họ, thưa hai gia đình, chúng tôi ở đây với các chủ nhà, cho nên là được sự ủy nhiệm của các cụ các ông các bà trong họ nhà gái, cũng như được sự ủy quyền của bố mẹ cháu Nga, hôm nay tôi được phép đại diện cho gia đình họ nhà gái. Trước hết toàn thể họ nhà gái chúng tôi xin có lời chào gặp mặt và lời chào đón rất nồng nhiệt gửi tới toàn đại diện họ nhà trai. Đúng như ban tổ chức vừa rồi giới thiệu, được sự thống nhất của hai gia đình hôm nay cũng là ngày tốt tốt tốt, hai gia đình chúng ta gặp mặt ở đây để thực hiện lễ an hỏi cho cháu trai Thế Hiệp kết duyên nghiệp cùng cháu gái anh Nga và cháu gái chúng tôi lên viên mặt cầu. Và thì gái chúng tôi tiếp quản đời nay tôi xin giới thiệu thành phần, tôi xin giới thiệu, tôi xin các người là ông Đạt là ông của cháu Tây Nga và trưởng của cháu Nội. Tiếp theo tôi xin giới thiệu bà Quỳnh, bà của cháu Tây Nga và chị của ông Đạt.
trọng và Hồ Văn Ngạn ở Hà Nội có thời gian. Tiếp theo tôi xin giới thiệu bà Bùi Thị Hiệp là bà dì của các thân nhà và là em của bà nội cháu. Ngoài ra thì còn có các bà cô, bà bác, anh chị em bên ngoài. Chúng tôi có mặt ở đây để đón tiếp và để thực hiện cái nghi lễ ăn hỏi cho hai cháu lên dân bản cháu. Thay mặt cho gia đình nhà gái chúng tôi có lời chào đón và chúng ta hai họ tiếp tục thực hiện chương trình tiếp theo. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện cho gia đình nhà trai nên phát biểu trước mắt thì vào cái lời trình đại diện cho nhà gái bạn nhà trai và kính chào tất cả bạn nhà gái. Tôi xin tự giới thiệu tôi là bố của cái gì đây là mẹ đây là cậu cậu đi là anh và hôm nay là được sự thống nhất của hai bên gia đình hai đứa con cũng đã cùng với nhau đã cùng nhau ở đây nhất trí của hai bên nhà chương trình đúng là cái dự kiến của bà nhà trai để tiến tới là lễ thành hôn chính thức cho hai cháu. Hôm nay là lễ ăn hỏi của cháu Thế Hiển đến gia đình nhà gái chúng tôi để cháu Thế Hiển kết duyên cùng với cháu Thanh Nga của cháu gái của gia đình họ nhà gái chúng tôi như vợ chồng. Như vậy là về cái nghi lễ chúng ta đã thực hiện cơ bản đến giờ phút này thì như vậy là họ nhà trai đã mang lễ và đã trao lễ cho họ nhà gái và họ nhà gái đã nhận lễ để chúng ta thống nhất thực hiện chương trình như
đại diện của nhà trai vừa rồi có thưa với bọn gái. Về mặt kế hoạch cũng như chương trình thì bọn nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Thực ra mà nói thì tôi cũng xin thưa với các cụ không các bà, thưa hai họ hai gia đình, cháu Thanh Nga của chúng tôi sinh ra trong gia đình chúng tôi từ nhỏ đến lớn được sự thương yêu đủ mọc, giúp đỡ tận tình cũng như sự chỉ dẫn căn dặn của toàn họ chúng tôi mà trực tiếp nuôi dưỡng và chăm lo giáo dục, đó là ông Trung của bà Nga. Bà của cho cháu Thanh Nga là ông Trung và bà Mùi là bố mẹ của cháu Thanh Nga. Thì cháu đã tốt nghiệp từ đại học và công tác, sau đó thì được điều vào công tác tại thành phố Vũng Tàu. Thì tại đây là cháu có quen biết cô giáo Thái Hiền và cháu trai của bà Nga. Trong quá trình phát triển đó thì cháu tình cảm đó thì cháu Thanh Nga cũng về có báo cáo với các phụ các ông các bà cùng bố mẹ về quá trình công tác cũng như là sự phát triển của tình cảm. Thì gia đình chúng tôi thấy rằng về nguyện vọng cũng như về mọi mặt về phong tục cũng đều phù hợp, gia đình chúng tôi cũng thấy nguyện vọng của cháu cũng đáng cho gia đình chúng tôi nhất trí. Và hôm nay hai gia đình chúng ta có mặt tại đây thực hiện nghi lễ ăn hỏi cho cháu Thế Hiển kết vân cùng các con Nga nhân viên vợ chồng. Cơ bản của buổi lễ của chúng ta như vậy là thành công rất tốt đẹp. Thay mặt cho gia đình nhà gái chúng tôi xin cảm ơn gia đình bạn trai và cảm ơn sự thành công của hội nghị hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các người các bạn, cảm ơn hai ông hai gia đình. Thưa các bậc trưởng lão cũng như là người xưa đây, hôm nay thì được sự thống nhất cho phép của anh chị để tác hợp cho hai con nó lên duyên vợ chồng. Hôm nay là ngày lễ chính thức, con nó được phép hôm nay là tiêu của bà, xin phép và hôm nay là hôm nay là dâu, hôm nay là chính thức của nó là đã được dòng họ đã cắt họ cho nó. Xin cảm ơn tất cả bà con chú bác ai bên mọi mọi bên gái đã tiếp đón chúng tôi. Không biết nói gì hơn, tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện tốt đẹp cho đôi vợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù thật khó dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi anh ta về một nhà, khép đôi mi cùng một đường, đôi khi mơ cùng một giấc, rực rắc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một đời. Anh đã từng yêu em, anh chẳng mấy khi phụ em để về nhà. Trong tâm vẫn bị hoa thọt, chẳng cùng em được chuyện gần xa. Nhưng ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Chỉ riêng cho này chung kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì yêu thầm ngay qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những lời em thức muốn nhịn đói trên cơm. Anh rất yêu em và con bà nè, xin viết tặng hai mẹ con nhiều.
này như chúng ta không bằng nhau. Kính thưa các cụ, công các bà, kính thưa toàn thể quý vị, và lời tiên thì cho phép người dẫn chương trình ngày hôm nay xin kính thưa các cụ, công các bà cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, và xin được chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng.
Kính thưa các cụ, con các bà, kính thưa toàn thể quý vị, và trải qua các bước dòm ngõ ăn hỏi thì cho tới ngày hôm nay, hai gia đình cùng lựa chọn ngày lành tháng tốt để cùng tổ chức đại lễ vu quy cho cô dâu Thanh Nga và chú rể Thế Hiền. Và về dự với buổi đại lễ vu quy ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có các cụ, con các bà đại diện cho gia đình quan viên họ nhà trai, gia đình quan viên họ nhà gái và cùng các quý vị các khách đã về dự đông đủ, và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng ạ. Và cũng để bày tỏ tình cảm của gia đình thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng và giới thiệu đại diện của gia đình ngày hôm nay sẽ có đôi lời phát biểu trước hôn trường. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu cùng các quý khách cùng toàn thể hồi hôn, hôm nay là ngày lành tháng tốt được phép của chính quyền địa phương và sự đồng ý của hai họ và hai gia đình. Và gia đình nhà gái chúng tôi tiến hành tổ chức lễ vu quy cho cháu Thanh Nga kết duyên cùng cháu Thế Hiển nên duyên đôi nữa. Tại đây gia đình chúng tôi cũng xin tuyên bố với hai họ và toàn thể các quý vị, cháu Thanh Nga chính thức là con dâu của gia đình nhà gái, gia đình nhà trai, và là con dâu của bố mẹ cháu Hiển. Đồng thời cháu Thế Hiển là con rể của họ nhà gái và gia đình nhà gái. Cuối cùng chúng tôi thay mặt họ nhà gái xin có lời cảm ơn đối với tất cả các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn đã tới dự buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi cũng tổ chức quốc tâm thân mật xin mời tất cả các vị quý vị chung vui cùng gia đình, và gia đình chúng tôi xin có lời cảm ơn, kính chúc sức khỏe của toàn thể hội hôn. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa các cụ, con các bà, kính thưa toàn thể quý vị, và đại diện của gia đình cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các cụ, con các bà cũng như tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, và cũng như quý vị đã biết thì chương trình tổ chức đại lễ vu quy của cô dâu và chú rể cũng đã được diễn ra đầy đủ các thủ tục tại phía trong nghi gian nghi thất. Và lúc này đây thì cô dâu và chú rể cũng như hai gia đình cũng có mặt tại đây để cùng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cụ, con các bà cũng như tất cả quý vị. Và lúc này thì xin mời quý vị chúng ta cùng nâng ly thật cao, và ban tổ chức xin được là cầu nối thì chúng ta cùng dô. Xin mời quý vị chúng ta cùng biến rượu ra ly, và ban tổ chức xin phép được bắt nhịp để chúng ta cùng dô. Và một lần nữa chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thanh Nga và chú rể Thế Hiền. Xin mời quý vị ạ, chúng ta cùng nâng ly thật cao ạ. Thế bây giờ 1, 2, 3 dô, 2, 3 dô, 2, 3 dô. Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, và xin được trân trọng kính mời ông bà cùng với cô dâu chú rể sẽ cùng trở lại hôn trường để mời rượu các cụ quý vị. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 dô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 dô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau,
chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi. Ngóng mong nói nên lời hạnh phúc.